ơi, em cho hỏi thăm cái ông năm nào mà ở trong khúc này ông 90 mấy tuổi mà ông bệnh ông ở có một mình á. Nói ông năm ông sống có một mình mà ông 90 mấy tuổi ông bệnh ông nghèo á, vô đoạn mình hỗ trợ cho ông á. Nói ông năm kêu bằng ông năm khúc này nè. Rồi cảm ơn nha. Anh cho em hỏi thăm ơi, anh biết ông năm Tàu ở đâu không? Tàu hả? Cái ông mà 90 mấy tuổi mà bệnh không có tiền mua đi đường nào á? Đi ra làm sao này hả chú? Gửi đây ha. Tại dạ, tại bà con ta chỉ vô hỗ trợ cho ông. Anh ơi, tiếp giùm anh tiếp em cái đồ ơi. Chú ở đâu? Dạ nè anh bưng cái này gạo anh bưng nặng giùm em á, chân em đau. Dạ anh cho ổng ở nhờ hả? Ổng có vợ con gì không anh? Có vợ rồi chết rồi. Hồi trước tôi cho ở ngay chỗ đậu xe đó. Dạ. Rồi sau này tại đi lộ nó làm rồi sửa lại. Sửa quán lại tôi sụp vô rồi tôi cho quán này. Rồi làm phước đi thì nó đã con gái. Ha. À. Dạ. Mình đặt bên này cũng của anh luôn hả? Ừ. Chú Năm ơi, con vô thăm ông nè. Dạ ngồi ngoài này đi cho sáng chú Năm. Dạ cảm ơn anh nha. À, chưa mưa chú Năm. À, con chú tắt cái máy giùm con đi chú. Dạ khỏi, chú tắt cái máy giùm con thôi. Cái chú tắt cái la vô giùm con ơi. Tắt la vô đi chú Năm. Dạ con xin chào chú Năm. Con chào chú Năm. Không có con cái đó chừng hai đứa con chết gì đi thì đánh camera đó. Dạ. Mà mấy năm không cái gì rồi bây giờ cũng không có mấy lượt hài cốt hồi nào nó không phải gia đình liệt sĩ không có. Dạ. Mà sanh hai đứa để nhờ hai nhà nước nhờ rồi bây giờ nó nói mình gây giấy tờ. Dạ. À, chú Năm con. Dạ con xin chào chú Năm nha. Bây giờ chắc hai đứa chết rồi. Hai đứa, một đứa lớn, đứa út. Dạ, rồi. con xin chào chú Năm nha. Ừ. Dạ. À, chú Năm ở đây, ông sống với ai? Sống có một mình rồi, buồn quá. Ông sống có một mình hả? Không có bà con vậy mà. Mà con bên vợ ở đây chết hết trơn. Dạ. Thì thôi bây giờ con nói với chú Năm cái quà này trước đi nha, rồi con hỏi thăm chú Năm sau nha. Ừ. Chú nghe con nói chuyện không? Hả? Chú nghe con nói chuyện không? Nói chuyện gì? Chú nghe con nói không? Con nghe, có nghe. Dạ, để con nói lớn cho chú Năm nghe nha. Con ai xin, con nghe mọi người ở sớm gọi cho con. Nói là chú Năm ở đây, ông 90 mấy tuổi rồi. Mà chú ở có một mình à, bệnh đau không ai lo. À, cho nên ngày hôm nay con vô để con hỗ trợ cho chú Năm một ít quà nha chú Năm. À, để con nói trước hôm nay 95 tuổi. 98 tuổi. 95. 95 tuổi. Rồi à, thì thôi bây giờ con nói quà trước đi rồi con hỏi thăm chú Năm sau nha. Thì quà ngày hôm nay con vô đây. Hồi nãy cái ông kia là chủ đất á,
Dạ. Thì con hiểu rồi, con hiểu ông. Đất là nó của ổng, nhà nhà của tôi. Tôi không có đất. Dạ con hiểu rồi, con hiểu rồi. Ông anh ơi trước ông có nói và ông dẫn con vô. Ông nói là đang cho chú ở nhờ trong đây. Rồi giờ con nói phần quà cho chú Năm nha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ, Phan bây giờ để con nói phần quà cho chú Năm biết là ai gửi cho chú Năm nha. Thì ngày hôm nay con vô đây, thứ nhất con đem phần quà này của em Thảo Việt Kiều ở Úc gửi cho chú Năm. Cho nhiều quá vậy. Nhiều thì chú xài nhiều, hết rồi con đem vô nữa, để con nói cái đi nha. Chú Năm, để con nói phần quà cái nha. Phần quà của em Thảo Việt Kiều ở Úc gửi cho chú phần quà mì, gạo, gia vị, các thứ đây nha. Cộng thêm là thuốc uống và dầu nước xanh của Nhập gửi cho ông nha. Rồi thêm nữa, một người nữa là đây là cũng là một người chị ở Mỹ, đó là chị Candy Lợi Trần nha. Chị Lợi Trần cũng có gửi cho chú là 1 triệu đồng nha. Rồi bây giờ con xin gửi quà cho chú, quà đây và 1 triệu đồng cho xây sở trong lúc bệnh hoạn một cô, mình chú không có tiền cô. Dạ con có tiền, nhà nước cấp cho một ngày ở 9.000 nhà nước. Dạ không có mua được một bó củi, mua được một bó cải, cá còn không có, thịt còn không có, gì cũng không có, một bó cải sao ăn. Dạ hay có nước mắm, rồi có nước tương, mấy bột ngọt, cái gì cũng không. Rồi có. Rồi bây giờ hôm nay có nè, nước nè trong đây có nước tương, rồi nước tương, nước mắm. Nước tương thì có, nước tương người ta cho nhiều lắm. Dạ, rồi có nước mắm, bột ngọt, nước đường, mắm, muối, rồi nói chung là gia vị các thứ trong đây nha. Rồi kèm theo mấy là... kia người ta cho nhiều lắm. Dạ, tiền không có. Tiền không có bây giờ. Thì tiền không có thì ngày hôm nay chị Candy Lợi Trần có gửi cho chú 1 triệu nha. Rồi thôi bây giờ con gửi quà cho chú nha. Dạ dạ. Nói với chú như thế này, nếu như có ai mà gửi cho chú thêm nữa con sẽ đem vô đây gửi cho chú nha. Chú 95 tuổi, chú tên gì? Tôi là Võ Trương. Trương gì chú? Trương Văn Tiến. Trương Văn Tiến. Trương Văn Tiến thuộc ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Rồi con có cái địa chỉ đây rồi. Tôi ở đây lâu lắm. Dạ. Có mấy năm rồi. Dạ con hiểu. Thì thôi giờ con gửi cho chú cái phần tiền này là của đây bây giờ, đây ở đây bây giờ. Dạ dạ. Đây là tiền của chị Lợi Trần. Rồi, nha. Lợi Trần chị ở Mỹ là Việt Kiều. Cái là 500 ngàn. Rồi, biết luôn. Biết mà. Hồi đó mua bán cho không biết. Dạ. Chưa tiếp thu nó mua bán. Dạ. Sao tiếp thu rồi nó tịch thu tài sản của tôi, lấy hết trơn đuổi ra khỏi nhà, luôn cái ghế xin ngồi đúng không cho. Cái ghế không tịch cho. Tịch thu toàn bộ tài sản, tiền bạc, cái gì quần áo lấy sạch hết. Dạ. À nó mới dạy bố quân quản á. Mày nói chịch cái tự hình mày luôn. Thôi giờ con nói với chú Năm như thế này. Bây giờ mình đừng có nghĩ gì về trước đó. Bây giờ tuổi chú Năm cũng đã già, đã lớn rồi. Thì bây giờ chú Năm sống một ngày nào thì bà con và những mạnh thường quân Việt Kiều đó nhìn thấy chú Năm và cùng ủng hộ và giúp cho chú Năm quãng đời còn lại. Thì bây giờ chú Năm cứ vui vẻ mà sống, hết mì hết gạo chú Năm ra trước nói với ông chú trước đó, điện cho thằng Xin đem gạo mì vô cho chú Năm là con sẽ đem vô. Vậy được chưa? Vui chưa? Vui phải không? Hiện nay chú ở đâu? Dạ hiện nay con ở Bình Hòa. Bình Hòa hả? Dạ cách... Chứ tôi Bình Hòa tôi đi hoài không biết chú. Chú hỏi người ta chú mới biết chứ sao tự nhiên chú biết con được. Con tên thằng Xin. Rồi mấy bữa nay nghe bà con nói ông bệnh sao vậy? Bây giờ nghèo lắm, tôi ở đây là nghèo nhất. Bệnh hả? Dạ. Tôi bệnh dị ứng, dạ nhiễu mùi, nhiễu nhi con nít
Rồi chú, chú Năm biết xài dầu không? Dầu nước xanh con gửi cho chú Năm nha. Rồi rồi. Tôi cũng có mua. Không, cái dầu nước xanh này máu cao lên máu. Dầu nước xanh này dầu tim. Dầu nước xanh này dầu tốt nha. Dầu tốt, đủ chứ. Dạ dạ. Nhà nước cấp cho một tờ bảo hiểm y tế miễn phí mà tôi không xài. Cái chờ đi khám bệnh là chờ con à, chờ ngồi ở đó chờ nó mấy tiếng rồi. Mày mệt hổ nắng cũng ngồi vậy, chờ nó cũng bị nặng. Không có nặng mà ngồi chờ cũng bị nặng hả? Ừ, chú ở bán thuốc hả? Con không có bán mà con nhận thuốc của Mạnh Thường Quân mà con gửi con trao cho ông. Đây là dầu nước xanh của em Thảo ở Úc á, Việt Kiều. Chú, ai cho? Chú biết xài không? Ai? Chú biết xài không? Sao không biết, tôi có chai. À, mà phải dầu, phải dầu tốt không cái này? Bán ở Úc qua nó cho. À đúng rồi, đây là em gái cũng ở Úc mua gửi về cho ai xin có tặng cho chú bà con. Phải ở tốt, tốt gì tôi cũng biết xài á. Dạ. Dạ dạ. Rồi vậy con mở ra cho chú Năm nha. Cái này dầu đóng tranh mà. Dạ đây. Đó hộp luôn. Con gửi, chú thuốc uống, chú biết đường uống không? Cái này Việt Nam làm nước ngoài. Nước ngoài. Nước ngoài à? Dạ. Ông tốt nhất là Mỹ tốt nhất. Dạ, Mỹ. Đó, dầu đó, dầu Mỹ đó. Uống dở lắm, uống không à. Dạ, thôi con gửi cho ông thêm hai ít thuốc này. Thuốc này ho, sổ mũi. Cảm là ông uống một viên. Nó cho tôi không có cái bệnh này. Rồi thôi dạ, chú không bệnh này thôi, cảm ơn. Rồi con cũng giấy cho chú đừng có mang cái bệnh này. Tim. Chi tim. Dạ. Có vết trở lên con. Dạ không. Vết trở lên pháp một viên. Một viên là 4.000. Dạ. Rồi thôi ông Năm ơi. Rồi, ngày hôm nay con đến đây con trao quà của Mạnh Thường Quân. Thứ nhất là của em Thảo và người thứ hai là chị Lợi Trần. Thảo là ai vậy? Thảo là người em ở Úc, chị Lợi Trần là ở Mỹ, gửi cho chú 1.000.000 đồng đó. Nha, rồi thôi giờ con xin thay mặt cho tất cả mọi người chúc cho ông nhiều sức khỏe nha. Dạ, con xin chào. Thưa các bạn, thì ngày hôm nay xin đã đại diện cho em Thảo và chị Lợi Trần đến đây trao quà đã xong thì thôi giờ ai xin cảm ơn em Thảo và chị Lợi Trần rất nhiều, xin cảm ơn những nhà Mạnh Thường Quân đã cùng chung tay giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn từ trước đến nay. Ai xin cảm ơn và ai xin chúc cho tất cả mọi người thật nhiều niềm vui, sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Ai xin chào tạm biệt.